Thưa quý vị, những năm gần đây nhắc đến mô hình du lịch vườn trái cây đặc sản Long Khánh, không thể không nhắc đến vườn Chú Lộc La, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Đây là một trong những vườn điểm trong tổ hợp tác du lịch xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh. Vườn Chú Lộc La hiện là vườn trái cây được rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan thưởng lãm. Tại điểm vườn du lịch Chú Lộc La, năm nay Chú Lộc La liên kết với khoảng 30 nông hộ trồng các loại trái cây đặc sản như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bưởi, mít, ổi phục vụ du khách. Mùa trái chín năm nay, một trong những vườn trái cây được du khách trong và ngoài tỉnh yêu thích là vườn măng cụt. Đối với các vườn đặc sản măng cụt, du khách đến đây sẽ được tham quan vườn, tìm hiểu về kỹ thuật trồng măng cụt, đặc biệt sẽ được tận tay hái những trái măng cụt chín thưởng thức tại chỗ. Trải nghiệm những món ăn của cái vườn măng cụt này, những cái quả măng cụt rất là ngon ngọt. Không có thích không? Dạ, rất là thích cái vườn măng cụt này. Thì hồi sáng giờ con ăn có được nhiều không? Dạ nhiều. Con ăn khoảng hơn 1 kg. Dạ, cái vườn trái cây của chú Lộc La này em biết lâu lắm rồi. À, bây giờ mới đi. Chỉ là tận hưởng đây thì nó cũng yên bình, là trái cây rồi cũng ngon, măng cụt thì ăn ngon. Thì với cái việc mà cho du khách đến tham quan vườn rồi thưởng thức trái cây tại vườn như thế này và với cái giá cả như thế này thì em thấy sao? Dạ em thấy rất rẻ luôn, ngon luôn. Em chắc em cũng mua vài ký nhờ. Để phục vụ du khách tốt hơn, các vườn măng cụt đã liên kết với nhau nhằm đảm bảo canh tác măng cụt an toàn, hữu cơ, cung cấp sản phẩm măng cụt chất lượng và an toàn cho sức khỏe. Tôi có 70 cây măng cụt, cứ hàng năm khoảng từ tháng 6 trở đi là đón khách du lịch. Thì mình liên kết với lại chú Lộc La để làm cái du lịch vườn này từ lúc nào? Và mình liên kết thì mình đã đón du khách như thế nào? Em liên kết với chú là cứ hàng năm là tháng 6 trở đi là liên kết với chú. Rồi chú đón khách, chú cho vào em tham quan. Rồi tụi em thì cũng vui mừng để đón khách. Ở đây thì mình du khách đến đây thì mình sẽ tiếp đãi du khách tham quan rồi ăn uống rồi như thế nào? Thì tụi em là khách vườn cứ đi ra vườn tham quan xong rồi có trái chín cứ việc móc ăn, ăn thoải mái thôi, em bao bụng luôn. Tại vườn chú Lộc La, khi liên kết với bà con nông dân trồng măng cụt, vườn sẽ lo các khâu quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ xe đưa đón du khách đến tận các điểm vườn liên kết. Đây là một cái sáng kiến là chúng tôi cũng bạo dạn làm thôi. Chứ mới đầu làm thì bà con nó măng cụt nó cao giá quá, ăn đưa du lịch vô rồi ăn quá rồi tôi như vậy là lỗ vốn. Nhưng mà qua một năm 22 thì tôi thử nghiệm cái vườn này. Thì chủ vườn đã trong 2 tháng đã lời được khoảng 170 triệu. Là một trong những loại trái cây đặc sản của Đồng Nai, măng cụt có vị chua ngọt, thơm ngon, kích thích vị giác người dùng. Tuy nhiên, so với cây sầu riêng và chôm chôm với diện tích hàng ngàn hecta, thì diện tích trồng cây măng cụt rất hạn chế với vài trăm hecta. Do các nguyên nhân về khí hậu, thời tiết, năng suất, kỹ thuật trồng, giá cả thị trường, nên đa số các nông hộ trồng măng cụt thường trồng số lượng nhỏ, xen với cây trồng chủ lực hoặc trồng số lượng ít măng cụt để đa dạng chủng loại trái cây trong vườn. Nếu trồng măng cụt thông thường, măng cụt sau thu hoạch bán cho thương lái, trừ các chi phí, bà con lại trên dưới 200 triệu đồng một hecta một năm. Khi liên kết du lịch vườn, trên một hecta măng cụt, trừ các chi phí, bà con có thể lại trên dưới 500 triệu đồng một năm. Cùng các vườn măng cụt triệu quả, khi đến vườn chú Lộc La, du khách sẽ được tham quan các vườn chôm chôm vào mùa chín đỏ. Đây là một trong những vườn chôm chôm liên kết điểm vườn du lịch chú Lộc La. Vườn này hiện chuyên canh chôm chôm Thái. Năm nay, ngày thường, vườn đón khoảng từ 100 đến 200 lượt khách đến tham quan.
thứ bảy chủ nhật, vườn đón từ 300 đến 400 lượt khách. Dạ em mới đến đầu. Thì sao mà chị biết được cái điểm này? Dạ mình cũng tham khảo nhiều, cũng nói là đây là cái vườn du lịch, cái cây rồi nhiều ngon nên là mình ghé đây. Thì sau cái lần này thì chị có nghĩ là mình sẽ quay lại đây không? Chắc chắn rồi, chắc chắn mình sẽ quay lại nhiều lần, giới thiệu bạn bè rồi quay lại. Cách tiếp đãi của chủ vườn rất là nồng hậu và tuyệt vời. Thì anh đến đây là lần thứ nhất hay là nhiều lần rồi? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên là chắc chắn là sẽ có nhiều lần sau nữa. Tại vì quá cảm giác rất là tuyệt vời và ngon lành mà. Liên kết tạo điểm tham quan vườn trái cây thú vị, hấp dẫn du khách. Đối với các nông hộ trồng chôm chôm, vườn chú Lộc La liên kết du lịch, tăng thu nhập kinh tế cho các bà con điểm vườn. Trước cả năm kia thước khô lái là thu về có gọi trước là đạt á, có giá đó thì được 50 triệu. Nhiêu đó thôi. Không được, không bao giờ mà được là 60 triệu. Có 50 triệu, 4 mấy triệu cái đó. Mà chúng được đạt đó, có giá đó, để được 60 triệu, 5 mấy triệu cái đó, không đâu là xuống. Còn từ làm với anh Lộc Lan 4-5 năm đây rồi, ta làm được chắc thu về cũng khá, cũng cả 100 triệu trở xuống. Đó. 70-80, bèo cũng là năm này nhỏ này, chắc cũng phải thu được 70-80. À, chưa biết ra sao nữa, 70-80 là có rồi đó. Là nhiều khi mình làm ăn với bà con mình liên kết nhiều ngày nhiều năm rồi nên năm nay dù rằng chôm chôm của bà con thích nhưng mà đây là cái mối mang làm ăn của mình lâu dài nên vẫn tận dụng để mà đưa khách vào để mà cứu bồ cho cả những cái vườn nó bị thất, tại vì người ta làm ăn với mình có trước có sau nên nhiều khi là khách người ta có nói tại sao vườn này trái nhỏ thì mình cũng báo với khách là năm nay thời tiết nó bị hạn nên là cây trái nó thất mùa nên là nó bị trái nhỏ nên bà con cũng thông cảm. Nằm trong top đầu trái cây đặc sản Đồng Nai, hiện nay tỉnh có hàng ngàn hecta trồng chôm chôm giống Java, Thái và Nhãn. Tuy có diện tích lớn chỉ sau cây sầu riêng nhưng giá trị kinh tế của cây chôm chôm chỉ bằng 1/3 so với cây sầu riêng. Hiện nay nếu trồng giống chôm chôm thường còn gọi là chôm chôm Java, trừ các chi phí đầu tư, mỗi hecta trung bình nông dân lại khoảng trên dưới 100 triệu đồng một hecta một năm. Nếu trồng chôm chôm Thái và chôm chôm Nhãn, trừ các chi phí trung bình nông dân lại trên dưới 200 triệu đồng một hecta một năm. Khi liên kết du lịch vườn trên diện tích một hecta chôm chôm các loại, nông dân có thể lại từ 200 đến 400 triệu đồng một hecta một năm. Nhận thấy việc phát triển sản xuất nông nghiệp nhiều năm qua gặp nhiều rủi ro, nông dân trồng trái cây đặc sản hay gặp cảnh mất mùa được giá mất mùa. Năm 2019, ông Trần Văn Lập, chủ vườn du lịch chú Lộc La, quyết định mở mô hình du lịch vườn liên kết với một số hộ dân trồng chôm chôm, sầu riêng đón khách. Thời điểm đầu, vườn chú Lộc La chỉ liên kết với vài hộ nông dân và đón số lượng khách không đáng kể. Năm 2021, vườn đón khách nhiều hơn nhưng lại vào mùa dịch COVID-19, vườn đóng cửa ngừng đón khách. Năm nay, tình hình kinh tế dần ổn định trở lại, vườn chú Lộc La liên kết thêm nhiều nông hộ để đón khách du lịch đến tham quan. Trung bình các ngày trong tuần, các điểm vườn liên kết đón từ 200 đến 500 lượt du khách. Các ngày thứ bảy, chủ nhật tăng lên từ 600 đến 800 lượt du khách. Cao điểm có ngày cả ngàn lượt du khách. Điểm du lịch của tôi, chú Lập La, tôi đã liên kết chừng khoảng gần 20 vườn chôm chôm, là 3 vườn ổi, mãng cột, sầu riêng và bưởi, mít, khoảng là gần 30 vườn. Thời điểm này thì du khách đã đến tham quan, thì chú thấy là lượng khách bây giờ là đang tới cái điểm du lịch mình là số lượng như thế nào? Cái lượng khách năm nay, năm 23 này, thì cái lượng khách nhiều hơn cái lượng khách của năm 2022. Và năm nay theo cái sự tính toán của tôi á thì năm nay lượng khách rất đông. Ngoài tăng thu nhập cho nông dân các điểm vườn liên kết,
vườn chuối Lộc La còn tạo điều kiện việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương. Em làm là vô đây hướng dẫn khách, chăm sóc khách để chờ xuồng hay là tắm suối rồi. Thì với công việc này thì thu nhập hàng ngày như thế nào? Thu nhập bình quân ngày là tầm khoảng từ 300 đến 400 ngàn. Thì với cái công việc này thì em có thích hay không, và cái công việc này nó có vui không? Dạ thích lắm chị. Ngày gặp rất nhiều người, rất nhiều khách. Như là khách mua vé gì thì mình đưa đi vườn đó, như như măng cột, chôm chôm, mít đổi thì mình, rồi năm nay lại thêm cái hồ với cái suối nữa thì mình cũng đưa, coi như khách mua vé gì mình đưa vé đó. Mình chạy công việc cái... này có vui không? Công việc này thì vui chứ, nó cũng xả chết được cho mình, thứ nhất là vui, thứ hai cũng thu nhập được, cho cũng đỡ vất vả người nông dân mình. Chứ hồi trước chú làm cái gì? Hồi trước cũng làm, mình cũng làm nông thôi, thì sống chung gần Bác Lộc thì Bác Lộc coi như mình là nông rồi, mình cũng kêu mình sắm xe chạy thì mình sắm xe chạy. Thì thời gian Bác Lộc mới làm á thì khách thì cũng chưa có biết đến nhiều, gắn bó tới giờ luôn, chạy đến giờ thì Bác Lộc thì cũng ổn định khách. Rồi từ đây Bác Lộc là có là mình cứ chạy với bác thôi. Tại xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, mô hình du lịch vườn trái cây đặc sản chỉ diễn ra vào mùa trái chín, khoảng cuối tháng 5 đến tháng 7 hàng năm. Các mùa còn lại không diễn ra các hoạt động du lịch. Để có thể kết nối du khách đến Bình Lộc thường xuyên, năm nay vườn chuối Lộc La hình thành điểm du lịch sinh thái mới. Thì qua 4-5 năm làm du lịch về vườn cây ăn trái, thì nó chỉ vọn vẹn được có 3 tháng. Rồi cái tổ du lịch và cái điểm du lịch nó sẽ bị chìm và nó sẽ không quảng bá được các tỉnh thành trong nước. Nên qua vấn đề là anh em họp trong bàn trong tổ, nên từ đó mình có cái định hướng phải tìm cái mô hình nào đó để là mình làm được quanh năm. Thì qua nhiều cái là tham khảo với nhau thì mình chỉ có mô hình như vậy, các hồ để mình làm với bơi xuồng, câu cá giải trí, rồi đi cầu khỉ, cầu dây, các trò chơi dân gian. Với điểm vườn sinh thái mới thành lập, năm nay sau khi kết thúc mùa thu hoạch trái cây đặc sản chôm chôm, sầu riêng, măng cục, vườn chuối Lộc La sẽ phục vụ du khách tham quan thắng cảnh ao, hồ, suối, chèo xuồng, tắt cá, tham quan và vào vườn thưởng thức mít, ổi, bưởi cùng các món ăn đặc sản phục vụ quanh năm. Hy vọng điểm vườn mới này sẽ kết nối du khách đến với xã Bình Lộc tham quan thường xuyên hơn. Bà con nông dân nơi này cũng có thu nhập ổn định hơn. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Nông Thôn Mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai.